CV F8. CV F8. VinFast VF8 Blue. Ok, sit down được. Cái gì anh hả? Nam. À, đã có đây. Để em vừa đón khách không? Dạ. Pin CATL ấy hả? Pin mới đúng không? Dạ, đúng rồi. Mà ở trong thì bây giờ cái da màu trắng, màu sao? Còn lúc đầu thì cái CD Edition đó thì ở trong màu xanh giống này nữa. Bên đó hiện tại mình vẫn đang chạy ổn định đúng không anh? Ổn, cái xe chạy ổn đó. Yeah. Ngay cả cái xe đầu năm đầu chạy cũng ổn, chỉ có cái phần mềm lâu lâu nó bị một vài lần thôi. Yeah. Người ta giống như chỉnh lại người ta. Đúng rồi. Ở Việt Nam của mình thì cũng đã fix lại rất là nhiều lỗi rồi á. Yeah. Hiện tại thì cái xe cũng khá là ổn định rồi. Yeah. Mà sao ở bên Việt Nam mình thấy đi taxi thì ít có nhận ra xe người ta mua đi ha? Dạ, bên mình á, mình để ý những xe biển trắng á. Biển trắng là xe tư nhân. Là xe tư nhân. Yeah. Còn biển vàng, ví dụ như biển vàng mà những xe đó khi là xe hợp đồng á. Yeah. Thì cái đó là xe tư nhân. Yeah. Còn ví dụ như những xe taxi là xe của công ty, giống như xe của mình đang là xe taxi đây. Yeah. Này mình thâu làm kỷ niệm kênh mình được không? Dạ dạ được anh ạ. À, bạn tên gì? Dạ em tên Hồng Anh anh ạ. Hồng Anh là cái. Dạ. Này đang ở quận 1 phải không? Dạ, không, cái này đang ở quận nhất. Quận nhất đó nào. Có một người khách quên cái earpod. Dạ. Bạn Hồng Anh phải chạy tới đưa lại cho khách hàng. Cái đó earpod quên lại ghế sau. Dạ. Vậy là hệ thống quá tốt hả? Liên lạc được với người lái. Alo, anh ơi em tới đây, em đang đứng ở bên đây đường á. Mình nhìn xéo trong đây đường một xíu. Dạ em đứng ở đối diện chỗ 69 á. Dạ dạ, cảm ơn anh. Dạ, em phiền anh chị một xíu ha. Không sao, không sao. VinFast VF9 in front. Cái này là bảng số trắng, là tư nhân. Lâu lâu gặp VF9 mới gặp, sáng có thấy VF3 nữa. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Còn ở trong miền Nam của mình là mưa và nắng, thì đợt này đang là mùa mưa. Lái xe VF8 cả năm thấy VF8 VinFast một hai lần ba lần. Còn số lượng vẫn ít anh hả? Tại nước Mỹ lớn lắm, thành phố thủ đô California mà mình lái quanh năm giống như mình là cái xe duy nhất vậy. Yeah. Ở bên đó mình lái đi đâu cũng có người chú ý, họ hỏi thăm. Mày vô đây ăn đồ thứ đồ nướng không? Dạ, có cái món Tây Nam Bộ á. Chồng mình mấy bữa nay bà chồng mình đi xe VinFast VF8 taxi với cả VF5 với cả EV34. Dạ. Mình có trải nghiệm các cái dòng xe của bên taxi nữa hả? Dạ. Đi taxi toàn là đi xe VinFast không? Dạ. Yeah. Còn đi xe máy thì đi xe Grab cũng hai ba lần bữa nay. Hiện tại thì bên em cũng có cung cấp xe máy của bên xanh luôn. Không, bên Mỹ không có. Bên Mỹ không có xe máy, chỉ có xe ô tô. Bên Mỹ cũng không có các dòng xe như VF5 và EV4. Chưa có. Chỉ có 8 thôi. Có thể là nó sẽ bán VF7 với cả VF9. 9 thì nó có bán rồi, 7 nó sắp sửa qua bản rồi sao? Đúng rồi, thấy nó bắt đầu rồi. Chỗ này vui quá. Mở cái sunshade nhìn thấy ta. Lãng mạn. Anh ơi, đây không được. Yeah, nóng quá. Đó, cái đó làm cho nó mát xe. Em che nó dưới cái nhiệt ở trong xe nó tốt hơn. Đây cái đây nóng quá nên người ta không dùng. Không, em sẽ vẫn mở đó nhưng mà ví dụ như bình thường ban ngày nó hơi nóng quá. Yeah. Yeah. Nên bắt buộc. Mưa Sài Gòn. Mở đèn, tới đèn, sao cho mẹ mở đèn ha.
còn chết mẹ luôn đó. Mấy năm quá. Nghe live và sợ chạy chứ bà. Nghe live và sợ chạy chứ bà. Mặt đầu đẹp thế. Vợ em trai Úc. Đừng có kêu, đâu đừng có kêu. Đừng có kêu. Cũng được mà, cũng được mà, đâu có đau đâu, đâu có nổi đâu không. Xe đẹp quá, hai xe Honda xe nào cũng đẹp. Hai xe máy xe nào cũng đẹp. Khoái quá, được đi chơi khoái à. Được đi chơi khoái à. Được ba mẹ chở đi chơi khoái à. Đi chơi chịu ha, được đi chơi chịu lắm ha. Đòi đi với mẹ đó hả? Cái đó là wire. Bye. Yeah.
Đây là phòng là ngồi ngoài đó. Đi chơi ăn uống sướng quá. Chăm ơi, anh ăn kem với chị gạo đi. Gạo đút cho kem ăn đi. Nếu con ăn. Nè, mấy gạo có một cái muỗng. Ngon quá. Ăn kem trong kia quán cà phê to quá. Đây là chú Đông uống cà phê muối. Cà phê muối. Còn cái này là sinh tố Valentino. Đây là một trong những quán cà phê ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. This is one of the coffee house in Hồ Chí Minh City, Sài Gòn, Việt Nam. One of the coffee shop in Ho Chi Minh City, Saigon, Vietnam. This is the playground for little kids.
Cao điểm kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Đi lên sidewalk luôn, driving on the sidewalk, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Quẹo luôn, quẹo luôn, quẹo phải luôn nha. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Video game, video game, playing video game. Bình trà này. This is the Zen Coffee House.
Raining, trời mưa, nhìn thấy rất là thú vị. Trong đây đặc biệt bán đồ chay. It's a vegetarian food. Chay mà nhìn hấp dẫn hơn là phở bò luôn. Phở chay mà thấy hấp dẫn hơn là phở bò. Đây đi ăn đi rồi rút cho nó. Vừa ăn vừa rút cho nó dễ. Mà đồ ăn chay nhìn thấy rất là hấp dẫn. This is a vegan food. Có cái đồ chấm nào? Cái đồ chấm này. Cái này chấm, múc ra này. Cái này là chấm này hả? Đúng rồi. Thì có món ruột của mẹ, bà thì bà nấu ăn như là cháo vịt.